đã có kết quả ADN vụ hiếp dâm bé gái 12 tuổi ở Hà Nội. Kết quả giám định ADN của Lê Xuân Tùng, 44 tuổi, trùng khớp với các mẫu dấu vết trên người bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm trong vườn chuối trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tối mùng 4 tháng 9, một cán bộ công an huyện Gia Lâm, Hà Nội xác nhận cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Xuân Tùng, 44 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, kẻ hiếp dâm bé gái 12 tuổi ở vườn chuối tối ngày 23 tháng 8 vừa qua. Tùng được xác định là đối tượng nghi vấn nên cơ quan điều tra đã tiến hành lấy mẫu ADN để đi giám định. Ngày mùng 4 tháng 9, kết quả giám định ADN của Tùng trùng khớp với các mẫu dấu vết trên người bé L, T, L, 12 tuổi, trú tại xã Kim Sơn. Về nhân thân, Lê Xuân Tùng đã có vợ và ba người con. Sau khi ly hôn vào năm 2008, vợ và ba con của Tùng đã ra nước ngoài sinh sống. Trước đó, công an huyện Gia Lâm phát đi thông báo truy tìm nghi can hiếp dâm cháu L. Vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ 10 phút ngày 23 tháng 8, khi cháu L đi xe đạp chở cháu A, sinh năm 2009, trú tại Long Biên, Hà Nội, đi từ xã Kim Sơn đến xã Dương Quang, huyện Gia Lâm. Đến đoạn đường tắt cách cầu Bình Trù khoảng 300m thì một đối tượng nam đi xe máy vượt qua khoảng 50m rồi đổ xe lại lề đường. Khi hai cháu đi tới, đối tượng chặn xe lại làm xe đạp bị đổ, sau đó đối tượng kẹp cổ cháu L từ phía sau, cháu A sợ quá nên bỏ chạy. Đối tượng đã bắt cháu L dắt xe đạp đi theo khoảng 50m, sau đó bế cháu L vào vườn chuối gần đó và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu. Thực hiện xong hành vi đê hèn, đối tượng bỏ đi về hướng xã Dương Quang. Cơ quan công an đang tiến hành các bước tố tụng tiếp theo để xử lý vụ việc theo quy định.